Thưa quý vị và các bạn, sau 10 ngày thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra trên 5.000 lượt phương tiện, phát hiện và xử lý trên 1.300 trường hợp vi phạm luật. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh với nòng cốt là 3 đội trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và 10 đội trực thuộc Công an các huyện, thị xã và thành phố với 3.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tổng kiểm tra. Theo đó, đã kiểm tra 5.000 lượt phương tiện, phát hiện 1.300 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên 1,2 tỷ đồng. Trong đó, có 59 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trong máu, trên 190 trường hợp không có giấy phép lái xe, hơn 100 trường hợp vi phạm tốc độ, tước 74 giấy phép lái xe, tạm giữ 330 phương tiện. Ngoài ra còn xử lý trên 400 lỗi khác như không đội mũ bảo hiểm, giấy tờ phương tiện bảo hiểm không hợp lệ. Phối hợp thanh tra giao thông phát hiện xử lý trên 360 trường hợp vi phạm tải trọng, tạm giữ 3 xe ô tô, yêu cầu khắc phục nguyên trạng đối với xe tải khi cơi nới thành thùng.